Ủa hồi xưa giờ tôi không biết cầu tiêu cá là gì không? Ủa cầu tiêu cá là gì vậy ba? Con không biết. Tụi con biết hồi xưa giờ biết cầu tiêu cá cha là gì không? Ủa cầu tiêu cá là gì vậy ba? Không biết. Cầu tiêu cá cha không biết luôn. Chị biết không? Phân giờ muốn biết không? Muốn biết không? Muốn không? Vậy giờ ba sẽ lấy xe chở tụi con về Tiền Giang, lại một cái nhà này có cầu tiêu cá cha. Rồi, chuẩn bị lên đường nha. Ta đỏ cho. Rồi, let's go. Muốn quay cầu tiêu cá phải vô đường vậy á mới có cầu tiêu cá để quay nha các bạn. Đó. Xe là nó báo rồi là xung quanh luôn. Đó. Các loại cỏ. Các loại cỏ và gốc dừa. Đó, đây là tiếng vô nhà. Nơi mà sẽ có cái cầu tiêu cá. Đây, con đường dẫn ra khung cảnh nên thơ có cái cầu tiêu cá. Rồi, đi đi ra đây theo ba tụi con. Đi. Đi 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 đi. Rồi, bước ra. Ba đi ra đi. Hey. Đây là cái cầu tiêu cá nha mọi người. Tụi con biết không? Cầu tiêu cá là gì? Đây. Đây có cái ao cá. Thường là người ta sẽ bỏ nuôi cá tra. Ở dưới đây rất nhiều cá. Rồi xong rồi mình có nhu cầu đi vệ sinh thì mình sẽ bước vô hai cái giò, mình để vô hai cái cây ngang đó. Và mình sẽ ngồi xuống. Xung quanh là phong cảnh rất là hữu tình nên thơ đó. Rồi khi mà mình mà chuẩn bị cầm theo cuồng lá chuối nè hoặc là lá cây nè, rồi mình ngồi xuống, lỡ có ai mà đứng xung quanh gần gần người ta sẽ hiểu, người ta sẽ bỏ chạy mất dép.
người ta biết mình đang chuẩn bị đi cầu tiêu cá. À, ở dưới quê thường có những cái cầu tiêu cá như vậy, rất là sơ sài, ngồi xuống nhiều khi xung quanh nhìn thấy hết trơn luôn á. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Các bạn nhớ subscribe và chia sẻ để xem được những video hay của kênh Chắc Cướp Biển nhé. Thank you and see you again.